Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo nữa dành cho bé. Đó là mình sẽ nấu cháo lươn kèm với bí đỏ. Và để thực hiện món cháo này thì mình đã nấu sẵn cháo trắng và một chút gừng để mình luộc kèm với lươn để khử cái mùi tanh của lươn và để cho cái thịt lươn của mình được thơm ngon hơn. Mình chuẩn bị nguyên liệu này thì các mẹ có thể dùng cho các bé từ khi các bé ăn dặm được khoảng 2 tuần bằng bột ngọt hoặc là bằng cháo dây với những cái loại rau củ. Khi chuyển sang ăn mặn thì mình có thể cho bé ăn lươn được rồi nhé. Một số mẹ hỏi là có nên cho bé ăn lươn sớm không? Thì mình cũng tìm hiểu và theo cái các bác sĩ nói thì lươn thì từ 7 tháng trở đi thì bé có thể ăn được rồi. Mà mình nghĩ cái lươn này nó cũng cung cấp rất là nhiều chất cho bé. Nên là đối với bé nhà mình thì mình từ khi mà chuyển qua cái giai đoạn ăn cháo mặn thì mình đã cho bé ăn lươn và bé rất là cứng cáp. Mập hay là ốm thì tùy vào cái thể trạng của mỗi bé hấp thụ, nên là nếu mà cân nặng của bé vẫn phát triển trong chuẩn, bé cứng cáp và không sức đề kháng tốt, không hay bị ốm thì như vậy cũng được rồi. Mình không nên so sánh con mình với con người khác, là không có một chuẩn nào chung cho các bé, mà chỉ có cái ngưỡng đó là mình thấy bé vẫn phát triển trong ngưỡng thì các mẹ hoàn toàn yên tâm, và mình không nên áp lực quá về vấn đề cân nặng nhé. Để thực hiện món cháo này thì bây giờ mình sẽ mang đi lươn đi luộc với một chút gừng. Mình cho lươn và một chút gừng, mình đi luộc lươn trước nhé. Và trong thời gian mình đợi mình luộc cái lươn để lươn chín thì mình sẽ bằm bí nhỏ nhé, bí đỏ nhé. Bí đỏ này các mẹ có thể mình nấu chung với cháo á, cho nó nhừ, rồi mình lấy muỗng mình tán cũng được. Còn không thì mình bằm, mình mài, mình tiện kiểu nào thì mình làm kiểu đó nhé. Rồi, mình đã bằm xong cái bí đỏ rồi. Bé nhà mình thì 11 tháng rồi, nên là mình bằm mình cái độ ăn thô của bé nhà mình nó đã như vậy rồi. Không cần bằm nhuyễn nữa. Lát nữa thì mình sẽ nấu cái bí đỏ này. Sau khi mình luộc lươn thì mình luộc lươn chín rồi thì mình vớt cái lươn của mình ra nhé. Mình vớt luôn những cái miếng gừng mà mình luộc cùng. Bây giờ mình sẽ dùng cái nước lươn này để nấu cháo. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái bí đỏ của mình vào, mình nấu cho bí đỏ của mình nó chín trước đã. Mình nấu cho bí đỏ chín thì mình hãy cho cháo vào nhé, tại cháo của mình nó đã nấu chín trước rồi. Mình gỡ cái thịt lươn. Cái lươn này thì rất là nhiều các chất dinh dưỡng và vi chất. Cháo lươn là được mình ưu tiên, cái loại thực phẩm mà mình ưu tiên cho sóc nhà mình. Sóc nhà mình thì rất cứng cáp vì có lẽ là mình ưu tiên những cái thực phẩm mà nó bổ sung canxi và những cái vi chất nhiều. Còn một số bé mà ra mồ hôi trộm á, mình cho bé ăn lươn này rất là tốt đó các mẹ. Sau nhà mình 11 tháng đã đi rất là giỏi rồi.
Bé đi từ lúc 10 tháng và 11 tháng thì bé đi giỏi này. Mình lấy cái dao mình dằn dằn ra như thế này thôi là được rồi. Lát nữa mình sẽ cho vào cháo nhé. Khi mình nấu bí đỏ để bí đỏ chín rồi mình băm thì nó cũng rất là nhanh chín thôi. Thì mình cho cái cháo của mình vào nhé. Cháo này thì các mẹ có thể nấu nồi cơm điện, nồi áp suất hoặc là mình ủ bằng cái phích nước nóng á. Mình có chia sẻ một cái video nằm trong cái thực đơn ăn dặm này có cái cách mà mình hay ủ cháo bằng phích nước nóng cho bé mà không cần phải nấu ủ qua đêm á các mẹ. Rất là tiện lợi, các mẹ có thể tham khảo nhé. Mình nấu để cái bí đỏ của mình nó sẽ nhuyễn cùng với cái cháo như vậy nhé. Thì mình sẽ cho cái phần lươn mà mình bằm sẵn mình đã cho vào luôn. Nếu mà một số bé mà lớn tháng hơn á, hoặc là các bé mà thích ăn cái lươn này, các mẹ có thể xào qua với một chút hành tím nhé. Nhưng mà bé nhà mình thì đặc điểm là bé lại thích ăn những cái đồ ví dụ như là cháo cá, cháo lươn thì bé lại không thích xào lên, nên là mình thì không xào mà để như vậy thì bé lại thích ăn hơn á. Nên là tùy vào cái khẩu vị của bé mà mẹ có thể mình chế biến theo phù hợp với cái khẩu vị của bé nhé. Đây mình sẽ cho vào khoảng 1-2 giọt nước mắm. Rất là nhanh và đơn giản thôi, thì chỉ khoảng cả chuẩn bị nguyên liệu thì mình chỉ có làm khoảng 15 phút là đã được một chén cháo rồi cho bé rồi. Nên là các mẹ mình hãy dành thời gian, và mình nếu mà không có thời gian thì mình có thể chuẩn bị trước những cái nguyên liệu này vào tối để sáng sớm thì mình dành một chút ít thời gian để mình nấu cho bé của mình có được một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh nhé. Vậy là mình tắt bếp đây, mình đã vừa hoàn thành xong nấu một chén cháo lươn với bí đỏ rất là dinh dưỡng dành cho bé. Bây giờ thì mình sẽ cho ra chén nhé. Không thể thiếu được đó là mình sẽ nêm vào đây 3 ml dầu ăn. Các mẹ có thể sử dụng đa dạng loại dầu ăn cho bé nhé. Đây. Dầu ô liu, dầu cá hồi, dầu gấc, dầu hạt cải, tất cả những cái loại dầu mà dùng để nêm vào sau khi nấu và những khi mà món ăn còn nóng thì các mẹ đều có thể mình mua và mình đổi cho khẩu vị cho bé nhà mình.
Vậy là mình đã vừa hoàn thành một chén cháo lươn nấu với bí đỏ dành cho bé. Hy vọng là với món này thì các mẹ sẽ bổ sung vào thực đơn ăn dặm của bé nhà mình thêm một món nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ có thể like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Mọi những đóng góp ý kiến để cho kênh phát triển hơn thì các mẹ vui lòng comment ở dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.